Rồi xin chào anh em. Hôm nay bên em mới về một cái bộ chén tách để uống trà nha anh em, để uống trà. Hộp này là hộp gỗ. Nó nhìn rất là xịn sò nha anh em. Đó, hộp gỗ. Đây. Nó có chống sốc khi vận chuyển nha anh em. Đó, bao bì chống sốc. Rất là đẹp nha anh em. Thì cái bộ này nó gồm 9 cái chén nha, 9 cái chén đó. Hàng này là của mấy anh pháp sư Trung Hoa, hàng chính hãng, có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng nha anh em. Đây, hàng này là em nhập hàng công ty đó. Thì cái kích thước cái chén này là bề ngang nó 9 phân, chiều cao nó là khoảng gần 5 phân nha anh em, chiều cao nó gần 5 phân. Cái dung tích chứa được của nó là tầm 80 ml nha, 80 ml đó. Thì mấy cái chén này nó được họa tiết rất là đẹp nha anh em. Đó, nó làm bằng gốm nha, làm bằng gốm rất là đẹp. Bộ thì 9 cái đủ màu sắc. Đó, anh em nào có hoặc làm quà tặng cho sếp, hoặc tặng cho bạn bè, hoặc trưng cho cái phòng khách để bàn làm việc uống trà rồi. Đó, uống mấy cái chén này nó rất là sang trọng nha anh em. Đó, giá thì rất là rẻ luôn, nó không có cao nha anh em. Đó, quá đẹp luôn. Rồi, anh em nào quan tâm cái bộ này thì cứ nhắn tin cho em. Rồi, xin chào anh em. Đó.